Tiếng thì thầm từ tâm hồn, bạn có phải là bậc thầy trực giác? Bạn đã bao giờ rung mình trước một dự cảm mơ hồ nhưng chính xác đến khó tin? Hay tim bạn từng đập loạn nhịp, mách bảo bạn dừng lại trước một quyết định quan trọng? Đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là những dấu hiệu cho thấy bạn đang sở hữu một trực giác mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Trực giác, tiếng nói thầm lặng từ sâu thẳm tâm hồn, không phải là điều gì đó xa vời hay chỉ dành cho những bậc thầy tâm linh nó hiện hữu trong mỗi chúng ta len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống chỉ chờ được đánh thức và lắng nghe hành trình khám phá thế giới huyền bí của trực giác trong video này tôi sẽ đồng hành cùng bạn trên hành trình khai phá thế giới đầy mê hoặc của trực giác chúng ta sẽ cùng nhau thấu hiểu bản chất của trực giác trực giác không chỉ là linh cảm hay giác quan thứ sáu mà là một hệ thống phức tạp và tinh tế kết nối giữa tâm trí cơ thể và tâm hồn tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của trực giác để bạn có thể tin tưởng vào những tín hiệu mà nó gửi đến nhận diện những dấu hiệu của một bậc thầy trực giác bạn có thường xuyên mơ thấy những giấc mơ tiên tri bạn có dễ dàng đồng cảm với người khác bạn có thường xuyên đưa ra quyết định đúng đắn mà không cần suy nghĩ quá nhiều nếu câu trả lời là có xin chúc mừng bạn có thể đang sở hữu một trực giác mạnh mẽ tiềm ẩn khám phá cách trực giác ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trực giác không chỉ giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn mà còn có thể giúp bạn cải thiện các mối quan hệ tìm thấy mục đích sống và đạt được thành công vượt bậc tôi sẽ chia sẻ những câu chuyện thực tế về cách trực giác đã thay đổi cuộc đời của nhiều người để bạn có thể thấy được sức mạnh tiềm ẩn của nó học cách khai phá và phát triển trực giác trực giác là một kỹ năng có thể rèn luyện và phát triển tôi sẽ chia sẻ với bạn những phương pháp đã được kiểm chứng để bạn có thể kết nối với trực giác của mình một cách sâu sắc hơn từ việc thiền định, lắng nghe cơ thể đến việc ghi chép lại những giấc mơ và cảm nhận của bạn. Đừng để trực giác của bạn ngủ quên. Hãy để nó dẫn lối và bạn sẽ ngạc nhiên về những điều kỳ diệu mà nó mang lại. Hãy để trực giác dẫn lối, bạn sẽ ngạc nhiên về những điều kỳ diệu mà nó mang lại. Một sức mạnh trực giác, thấu hiểu người khác vượt trên ngôn từ. Trực giác, một tia sáng lóe lên trong tâm trí, khả năng nắm bắt thông tin vượt ra ngoài những gì được trình bày rõ ràng nó như một bản nhạc không lời vang lên những nốt nhạc tinh tế về suy nghĩ cảm xúc và ý định của người khác bạn đã bao giờ bắt gặp ánh mắt của ai đó và ngay lập tức cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn sâu thẳm trong họ hay đã từng trò chuyện với một người và nhận ra những ẩn ý những khao khát thầm kín đằng sau những lời nói đó là lúc trực giác người bạn đồng hành thầm lặng lên tiếng Trực giác không chỉ là một hiện tượng tâm lý thông thường, mà còn được tôn vinh như một con đường dẫn tới sự giác ngộ và hòa hợp với vũ trụ trong triết học phương Đông cổ đại. Ngay cả Socrates, triết gia lỗi lạc của Hy Lạp, cũng tin rằng ông được dẫn dắt bởi một daemon, một giọng nói nội tâm luôn chỉ đường và mang đến những hiểu biết sâu sắc về con người. Từ góc nhìn khoa học, khả năng thấu hiểu người khác bằng trực giác là kết quả của quá trình tiến hóa hàng triệu năm. Con người, với bản chất xã hội, đã rèn luyện khả năng giải mã những tín hiệu phi ngôn ngữ như nét mặt cử chỉ giọng điệu thậm chí cả những rung động năng lượng tinh tế tất cả những tín hiệu đó dù nhỏ bé đều góp phần tạo nên một bức tranh toàn cảnh về tâm tư tình cảm của người đối diện nếu bạn nhận thấy mình có khả năng đọc vị người khác hiểu được những ẩn ý và cảm nhận được những xúc cảm không được nói ra hãy trân trọng món quà đặc biệt này Trực giác không chỉ là một công cụ hữu ích trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ, mà còn là một chiếc la bàn dẫn đường, giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc sống. Hãy lắng nghe tiếng nói của trực giác để nó soi sáng tâm hồn bạn và giúp bạn kết nối sâu sắc hơn với những người xung quanh. Bởi vì trong thế giới đầy ắp những thông tin và dữ liệu, trực giác chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thấu hiểu và đồng cảm. Hay khi trái tim giao hòa cùng muôn loài, sức hút kỳ diệu từ trực giác Có một sợi dây liên kết vô hình, một sự đồng điệu sâu thẳm giữa con người và muôn loài Nếu bạn cảm nhận được sự thu hút đặc biệt từ những người bạn lông lá, có cánh hay có vẫy Đó không chỉ là sự tình cờ, mà có thể là dấu hiệu của một trực giác mạnh mẽ đang trỗi dậy trong bạn Lịch sử nhân loại đã ghi nhận vô vàng câu chuyện về những cá nhân có khả năng giao tiếp và kết nối với động vật một cách phi thường. Thánh Francisco thành Assisi, vị thánh được tôn kính vì tình yêu bao la dành cho muôn loài đã từng trò chuyện với chim chóc và cảm hóa những con sói hung dữ trong nhiều nền văn hóa bản địa động vật được coi là những sứ giả tâm linh mang đến những thông điệp và bài học quý giá cho con người khoa học hiện đại cũng dần hé lộ những bí ẩn về mối liên kết đặc biệt này động vật có khả năng cảm nhận những trường năng lượng tinh tế và giải mã những tín hiệu phi ngôn ngữ mà con người phát ra những người có trực giác cao thường sở hữu một trường năng lượng tích cực và thuần khiết tạo nên sự tin tưởng và an toàn cho các loài động vật hơn thế nữa khả năng giao tiếp phiên ngôn ngữ sự đồng cảm và trí tuệ cảm xúc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối với động vật những người có trực giác nhạy bén thường có khả năng thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu của động vật một cách tự nhiên không cần đến ngôn ngữ nếu bạn nhận thấy động vật tìm đến bạn cuốn quýt bên bạn hay tỏ ra thoải mái và tin tưởng khi ở gần bạn, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn có một trực giác mạnh mẽ và một trái tim rộng mở. Hãy trân trọng món quà này, nuôi dưỡng và phát triển nó. Bởi lẽ, khả năng kết nối với động vật không chỉ mang đến niềm vui và sự bình yên, mà còn mở ra cánh cửa đến một thế giới đầy màu sắc và kỳ diệu, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện làm một. Hãy để trực giác của bạn dẫn lối để bạn khám phá những điều kỳ diệu trong thế giới tự nhiên và tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc với muôn loài. Khi trái tim bạn hòa nhịp với trái tim của những sinh vật khác, bạn sẽ nhận ra rằng mình là một phần không thể thiếu của bức tranh cuộc sống đa dạng và phong phú này. 3. Giác quan thứ 6. Khi trực giác cảnh báo về những mối nguy tiềm ẩn. Bạn đã bao giờ rùng mình trước một con hẻm tối, cảm thấy bất an mơ hồ khi gặp một người lạ, hay bỗng dưng lo lắng không yên trước một quyết định quan trọng đó không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà có thể là tiếng nói thầm lặng của trực giác một giác quan thứ sáu bí ẩn đang cảnh báo bạn về những mối nguy tiềm ẩn lịch sử đã chứng kiến biết bao câu chuyện về những người nhờ tin vào trực giác mà thoát khỏi hiểm nguy trong gang tất từ những chiến binh sparta cổ đại những người được huấn luyện để luôn lắng nghe giọng nói bên trong trên chiến trường đến những thiền sư phương đông những bậc thầy về trực giác tất cả đều cho thấy khả năng cảm nhận nguy hiểm là một kỹ năng sinh tồn vô giá khoa học hiện đại cũng đang dần hé lộ những bí ẩn về giác quan thứ sáu này trực giác được cho là khả năng xử lý thông tin một cách vô thức vượt ra ngoài nhận thức thông thường nó như một chiếc radar tinh vi quét và phân tích những tín hiệu nhỏ nhất từ môi trường xung quanh từ ánh mắt cử chỉ giọng nói đến những thay đổi nhỏ trong không khí khi trực giác phát hiện ra một mối đe dọa tiềm ẩn nó sẽ kích hoạt phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy khiến tim đập nhanh hơi thở gấp gáp cơ thể căng thẳng chuẩn bị đối mặt với nguy hiểm có thể bạn đã từng trải qua những cảm giác này một nỗi sợ hãi mơ hồ một sự bất an không tên một linh cảm xấu về một điều gì đó sắp xảy ra đừng vội bỏ qua những tín hiệu này hãy lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình nó có thể là chiếc phao cứu sinh giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có nếu bạn thường xuyên cảm nhận được những mối nguy hiểm tiềm ẩn đó là dấu hiệu cho thấy bạn có một trực giác nhạy bén hãy trân trọng và phát huy khả năng đặc biệt này bằng cách rèn luyện và lắng nghe trực giác bạn sẽ có thêm một công cụ hữu ích để bảo vệ bản thân đưa ra những quyết định sáng suốt và sống một cuộc sống an toàn và hạnh phúc hơn hãy nhớ rằng trực giác không phải là một khả năng siêu nhiên mà là một phần của bản năng sinh tồn của con người Bằng cách kết hợp trực giác với kiến thức và kinh nghiệm, bạn sẽ có thể đối mặt với mọi thử thách và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. 4. Bậc thầy thấu hiểu lòng người khi trực giác soi tỏ bản chất thật. Bạn đã bao giờ gặp một người lần đầu mà cảm thấy như đã quen từ lâu? Hay chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, bạn đã có thể đoán được tính cách, động cơ và những giá trị sâu thẳm của họ? Đó không chỉ là sự may mắn, mà là khả năng đặc biệt của trực giác giúp bạn nhìn thấu những lớp vỏ bọc bên ngoài và chạm đến trái tim đích thực của mỗi người. Từ xa xưa, khả năng đánh giá nhân cách đã được coi trọng như một kỹ năng vô giá, triết gia hồi giáo Al-Farabi từng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện khả năng này, coi đó là yếu tố then chốt để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba. Ngày nay, khoa học tâm lý cũng đã chứng minh rằng con người có khả năng đưa ra những đánh giá chính xác về người khác chỉ trong thời gian ngắn, một hiện tượng được gọi là cắt lát mỏng khả năng này bắt nguồn từ sự kết hợp giữa trực giác nhạy bén trí tuệ cảm xúc và kinh nghiệm sống trực giác giúp bạn nắm bắt những tín hiệu tinh tế từ ngôn ngữ cơ thể nét mặt giọng nói và thậm chí cả năng lượng của người đối diện trí tuệ cảm xúc cho phép bạn đồng cảm và thấu hiểu những cảm xúc và suy nghĩ của họ kinh nghiệm sống cung cấp cho bạn những khuôn mẫu và kiến thức để giải mã những thông tin mà bạn thu thập được khi trực giác trí tuệ cảm xúc và kinh nghiệm sống hòa quyện bạn sẽ có được một khả năng phi thường nhìn thấu bản chất thật của con người bạn sẽ nhận ra ai là người đáng tin cậy ai là người có thể giúp đỡ bạn ai là người có thể trở thành bạn đồng hành trên con đường đời bạn sẽ tránh được những mối quan hệ độc hại những cám dỗ và những sai lầm không đáng có nếu bạn sở hữu khả năng này hãy trân trọng và phát huy nó hãy lắng nghe trực giác của mình quan sát và phân tích những tín hiệu mà bạn nhận được đừng ngại đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về những người xung quanh bằng cách đó bạn sẽ xây dựng được những mối quan hệ chân thành sâu sắc và có ý nghĩa đồng thời khám phá ra những điều tuyệt vời trong mỗi con người hãy nhớ rằng khả năng đánh giá nhân cách không phải là để phán xét hay chỉ trích người khác mà là để thấu hiểu và chấp nhận họ khi bạn nhìn thấy vẻ đẹp và tiềm năng trong mỗi người bạn sẽ mở rộng trái tim mình và lan tỏa tình yêu thương đến mọi người xung quanh 5. Những tia sáng trực giác, khơi nguồn sáng tạo và đột phá. Bạn đã bao giờ giật mình bởi một ý tưởng bất chợt lóe lên, tưởng chừng như vô tình nhưng lại ẩn chứa một sự thật sâu sắc hay một giá trị vượt trội? Đó không chỉ là sự ngẫu nhiên, mà có thể là tiếng nói của trực giác, một khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, đặc biệt khi ta dấn thân vào thế giới sáng tạo và giải quyết vấn đề. Lịch sử đã chứng kiến những bộ óc vĩ đại nhất từ các nhà tư tưởng lỗi lạc đến các nghệ sĩ tài ba và những nhà cải cách tiên phong, đều thừa nhận rằng những khám phá đột phá của họ bắt nguồn từ những khoảnh khắc trực giác bất chợt. Điển hình như Auguste Kekulé, nhà hóa học lừng danh, đã tìm ra cấu trúc vòng của benzen sau một giấc mơ kỳ lạ về con rắn tự cắn đuôi mình, một hình ảnh ẩn dụ đầy tính biểu tượng đã giúp ông có bước nhảy vọt trong tư duy. Vậy, những tia sáng trực giác này từ đâu mà đến? Theo các dung, nhà tâm lý học nổi tiếng, chúng ta đều được kết nối với một vô thức tập thể một kho tàng khổng lồ chứa đựng những trải nghiệm và kiến thức chung của nhân loại đôi khi những thông tin này trỗi dậy trong tâm trí ý thức của chúng ta dưới dạng những trực giác lóe sáng hoặc những hình ảnh biểu tượng khoa học cũng đã phần nào lý giải hiện tượng này những hiểu biết trực giác có thể là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa tâm trí ý thức và vô thức khi chúng ta đối mặt với những thử thách hay suy ngẫm về những ý tưởng tiềm thức của chúng ta vẫn tiếp tục xử lý thông tin và tạo ra những liên kết mới đôi khi những liên kết này bất ngờ kết nối với nhau tạo nên những khoảnh khắc aha đầy bất ngờ và khó lý giải nếu bạn thường xuyên trải qua những khoảnh khắc lóe sáng bất chợt hay những ý tưởng kỳ lạ mà sau này tỏ ra có ý nghĩa sâu sắc hay giá trị thực tiễn đó chính là dấu hiệu cho thấy trực giác của bạn đang hoạt động mạnh mẽ hãy trân trọng những khoảnh khắc này học cách lắng nghe và tin tưởng vào trí tuệ sâu thẳm bên trong bạn Biết đâu, ý tưởng hay giải pháp tuyệt vời tiếp theo của bạn đang ẩn mình trong một tia sáng trực giác bất chợt. Hãy nhớ rằng, trực giác không phải là thứ gì đó siêu nhiên hay huyền bí, mà là một khả năng tự nhiên của con người. Bằng cách trau dồi và phát triển trực giác, bạn có thể khai phá tiềm năng sáng tạo và đạt được những thành công vượt bậc trong cuộc sống. 6. Cảm nhận cảm xúc, cánh cửa mở ra trực giác sâu sắc. Một dấu hiệu khác cho thấy trực giác cao là khả năng cảm nhận và thấu hiểu cảm xúc của những người xung quanh, ngay cả khi không có lời nói hay cử chỉ rõ ràng. Nếu bạn thường xuyên đồng điệu với những trung cảm cảm xúc trong một tình huống hay môi trường, đó chính là minh chứng cho sự nhạy bén trực giác của bạn. Khả năng này bắt nguồn từ quá khứ tiến hóa của loài người, khi việc đọc và phản ứng với trạng thái cảm xúc của người khác là yếu tố sống còn cho sự sinh tồn và gắn kết xã hội. Ngày nay, khoa học đã khám phá ra rằng các tế bào thần kinh gương những tế bào não hoạt động khi ta thực hiện một hành động và khi ta quan sát người khác thực hiện hành động đó đóng vai trò quan trọng trong khả năng này chúng cho phép ta cảm nhận và phản chiếu cảm xúc của người khác một cách trực quan hơn nữa khái niệm trí tuệ cảm xúc bao gồm khả năng tự nhận thức tự điều chỉnh động lực đồng cảm và kỹ năng xã hội cũng có mối liên hệ mật thiết với trực giác những người có trí tuệ cảm xúc cao thường nhạy bén hơn trong việc nhận ra những tín hiệu cảm xúc tinh tế mà người khác có thể bỏ qua giúp họ dễ dàng thấu hiểu và điều hướng các tình huống xã hội nếu bạn cảm nhận được những cảm xúc tiềm ẩn của người khác ngay cả khi họ không bộc lộ ra ngoài đó là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy bạn sở hữu món quà trực giác đặc biệt có thể bạn đã từng bước vào một căn phòng và ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng hay vui vẻ hoặc bạn tự nhiên hiểu được nhu cầu cảm xúc của bạn bè và người thân trước khi họ nói ra tuy nhiên sự nhạy cảm này cũng có thể là một con dao hai lưỡi mặc dù nó là một tài sản quý giá nhưng nếu không được kiểm soát nó có thể khiến bạn bị choáng ngợp bởi những năng lượng cảm xúc mà bạn hấp thụ vì vậy hãy trân trọng khả năng trực giác của mình đồng thời học cách thiết lập ranh giới lành mạnh và thực hành các biện pháp chăm sóc bản thân để duy trì sự cân bằng và hạnh phúc về mặt cảm xúc Hãy nhớ rằng, trực giác không chỉ là một khả năng bẩm sinh mà còn là một kỹ năng có thể được rèn luyện và phát triển. Bằng cách lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình, bạn có thể mở ra cánh cửa đến một thế giới sâu sắc hơn, nơi bạn có thể kết nối với người khác một cách sâu sắc hơn và khám phá những khả năng tiềm ẩn bên trong mình. 7. Những giấc mơ tiên tri, cánh cổng mở ra tri thức vô tận. Bạn đã bao giờ trải qua một giấc mơ kỳ lạ mang đến những hình ảnh, âm thanh hay cảm xúc dường như báo trước một sự kiện trong tương lai hay hé lộ một sự thật ẩn giấu. Nếu câu trả lời là có, đó có thể là dấu hiệu cho thấy trực giác của bạn đang hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực tiên đoán và những giấc mơ tiên tri. Từ thuở xa xưa, những giấc mơ tiên tri đã được tôn kính và ghi chép lại trong nhiều nền văn hóa và hệ thống tín ngưỡng khác nhau, từ những câu chuyện trong kinh thánh về Joseph giải mã giấc mơ của Pharaon, đến những truyền thuyết về các pháp sư thổ dân với khả năng nhìn thấy tương lai qua giấc mơ ý tưởng về giấc mơ như một cánh cổng dẫn đến tri thức và sự hướng dẫn tâm linh đã luôn cuốn hút con người qua hàng ngàn năm dưới góc nhìn tâm lý học những giấc mơ tiên tri có thể được giải thích bằng khả năng xử lý và tổng hợp thông tin của tiềm thức vượt xa những gì tâm trí ý thức có thể làm được khi chúng ta ngủ não bộ vẫn tiếp tục hoạt động tạo ra những liên kết và mô hình mới đôi khi được biểu hiện dưới dạng các biểu tượng hoặc ẩn dụ về những sự kiện hay hiểu biết trong tương lai một số nhà nghiên cứu còn cho rằng trong trạng thái mơ các giác quan trực giác của chúng ta được nâng cao cho phép ta tiếp cận một tầng nhận thức sâu sắc hơn vượt qua những giới hạn của ý thức tỉnh táo nếu bạn thường xuyên có những giấc mơ dường như dự báo chính xác hoặc mang đến những lời khuyên hữu ích về các tình huống trong tương lai đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy khả năng trực giác của bạn rất mạnh mẽ có thể bạn đã mơ thấy một địa điểm hay một người nào đó rồi sau đó gặp họ trong đời thực hoặc bạn nhận được những cảnh báo hay thông tin tiên tri mà sau này được chứng minh là chính xác mặc dù bản chất của những giấc mơ tiên tri vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp việc đón nhận và trân trọng khía cạnh này của trực giác có thể mang đến cho bạn những trải nghiệm sâu sắc và thay đổi cuộc đời hãy ghi lại những giấc mơ của mình chú ý đến các biểu tượng và mô hình lặp lại và luôn mở lòng với những thông điệp và sự hướng dẫn đến từ sâu thẳm tâm trí tiềm thức của bạn. Hãy nhớ rằng, giấc mơ không chỉ là những hình ảnh thoáng qua trong đêm, mà còn có thể là một công cụ mạnh mẽ để khám phá bản thân, kết nối với vũ trụ và nhận được những thông điệp quan trọng. Bằng cách lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình, bạn có thể mở ra cánh cửa đến một thế giới đầy bí ẩn và tiềm năng. 8 cảm giác được dẫn dắt khi vũ trụ lắng nghe tiếng lòng bạn bạn đã bao giờ cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang dìu dắt bạn trên đường đời như thể vũ trụ đang âm thầm sắp đặt để đưa bạn đến mục đích đến cụ thể nếu có đó chính là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy trực giác nhạy bén của bạn đang hoạt động mạnh mẽ cảm giác được dẫn dắt này đã được mô tả và giải thích theo nhiều cách khác nhau trong suốt chiều dài lịch sử và trên khắp các nền văn hóa trong một số truyền thống tâm linh nó được cho là sự can thiệp của các thiên thần hộ mệnh người dẫn đường tinh thần hoặc thậm chí là sự sắp đặt của thần thánh nhằm giúp mỗi cá nhân đi đúng con đường đã được định sẵn dưới góc nhìn thế tục hơn cảm giác này có thể được xem là cách mà tiềm thức của chúng ta tích hợp và xử lý thông tin tạo nên một lực hướng dẫn vô hình từ bên trong dù bạn tin vào cách giải thích nào trải nghiệm được dẫn dắt có thể có tác động sâu sắc đến quá trình ra quyết định và sự phát triển cá nhân của bạn có thể bạn đã từng bị thu hút một cách khó hiểu bởi những cơ hội hoặc trải nghiệm mà sau này hóa ra lại là những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời hoặc có thể bạn đã từng có những khoảnh khắc mà một hành động cụ thể dường như tự nhiên xuất hiện trong tâm trí bạn với một sự rõ ràng không thể chối cãi mặc dù không có lý do lo diệt nào đằng sau nó cảm giác trực giác về sự dẫn dắt này có thể bắt nguồn từ khả năng của chúng ta trong việc tiếp nhận những tín hiệu và sự đồng bộ tinh tế mà tâm trí ý thức không thể nhận ra đó có thể là một cuộc gặp gỡ tình cờ một biểu tượng hoặc dấu hiệu lặp đi lặp lại hoặc thậm chí là một cảm giác mách bảo mạnh mẽ mà bạn không thể bỏ qua tất cả những điều này đều có thể là biểu hiện của trực giác đang cố gắng hướng bạn đi theo một con đường nhất định nếu bạn thường xuyên trải qua cảm giác được dẫn dắt đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy trực giác của bạn rất nhạy bén hãy trân trọng và đón nhận khía cạnh này của bản thân nhưng cũng hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt bởi không phải mọi lực lượng dẫn dắt đều có ý tốt hãy tin tưởng vào trực giác của mình nhưng cũng đừng quên tìm kiếm sự cân bằng và trí tuệ trong quá trình ra quyết định hãy nhớ rằng cảm giác được dẫn dắt không phải là một sự áp đặt từ bên ngoài mà là một cuộc đối thoại giữa bạn và vũ trụ bằng cách lắng nghe và tin tưởng vào trực giác của mình bạn có thể khám phá ra những khả năng tiềm ẩn bên trong và tạo nên một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn Tiếng gọi thầm lặng của linh hồn, khám phá sức mạnh trực giác thẳm sâu của bạn. Bạn đã bao giờ cảm nhận một thôi thúc mạnh mẽ, như có một giọng nói thầm lặng nhưng đầy quyền năng mách bảo bạn điều gì đó quan trọng? Một cảm giác mơ hồ nhưng không thể chối bỏ, như thể linh hồn bạn đang cố gắng chỉ đường. Đó chính là trực giác, một dạng thức thông tuệ nguyên sơ và mạnh mẽ nhất của con người. Xuyên suốt chiều dài lịch sử, trực giác luôn được trân trọng và tôn vinh những câu thành ngữ vượt thời gian như tin vào linh tính lắng nghe tiếng lòng hay đi theo tiếng gọi của trái tim chính là minh chứng cho sự công nhận rộng khắp về giá trị của trực giác khoa học cũng đã phần nào lý giải được nguồn gốc của trực giác nó được cho là kết quả của sự tương tác phức tạp giữa não bộ và hệ thống tiêu hóa của chúng ta hay còn gọi là bộ não thứ hai mạng lưới tế bào thần kinh dày đặc trong đường ruột có mối liên hệ mật thiết với quá trình nhận thức giải thích tại sao đôi khi ta cảm thấy bồn chồn hay lân lân khi trực giác mách bảo trực giác còn là sự tổng hòa của vô số tín hiệu và thông tin tinh tế mà tâm trí ý thức khó lòng nắm bắt nếu bạn thường xuyên có những linh cảm chính xác đó là dấu hiệu cho thấy trực giác của bạn rất nhạy bén có thể bạn đã từng gặp một người và ngay lập tức cảm thấy không thoải mái để rồi sau đó linh cảm đó được chứng minh là đúng hoặc bạn đã đưa ra một quyết định quan trọng dựa trên trực giác bất chấp mọi lý lẽ và cuối cùng nhận ra đó là lựa chọn đúng đắn hãy trân trọng và nuôi dưỡng trực giác của bạn nhưng cũng đừng quên kết hợp nó với lý trí và sự sáng suốt hãy lắng nghe tiếng lòng nhưng cũng cởi mở đón nhận những thông tin và quan điểm mới bằng cách dung hòa giữa trực giác và nhận thức có ý thức bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và tự tin hơn bạn có phải là người có trực giác nhạy bén bạn có thường xuyên mơ thấy những giấc mơ tiên tri bạn có cảm nhận được năng lượng của người khác? Bạn có linh cảm mạnh mẽ về những sự kiện sắp xảy ra? Bạn có tin vào những điều mơ hồ như thần giao cách cảm hay giá vu? Nếu bạn đồng ý với nhiều hơn một trong những dấu hiệu trên, rất có thể bạn là người có trực giác mạnh mẽ. Đừng bỏ qua món quà quý giá này. Hãy trau dồi và phát triển trực giác của bạn. Ghi lại những trải nghiệm trực giác của bạn, để ý đến những giấc mơ, những linh cảm bất chợt quan trọng nhất hãy tin tưởng vào trực giác của chính mình nó là la bàn chỉ đường dẫn bạn đến sự khôn ngoan trưởng thành và viên mãn trong cuộc sống bạn có những câu chuyện thú vị về trực giác muốn chia sẻ hãy để lại bình luận bên dưới nhấn thích nếu bạn thấy video này hữu ích đăng ký kênh để cùng khám phá thêm những bí ẩn của trực giác